Chiến tranh đã lùi xa, song những ký ức về một thời gian khổ, khốc liệt mà hào hùng của đất nước vẫn còn đó trong tâm trí những người lính năm xưa. Hơn ai hết, chính họ, những người đã từng vào sinh ra tử vì độc lập tự do của Tổ quốc, thấm thía một cách sâu sắc những hy sinh mất mát để có hòa bình hôm nay. Đất nước sạch bóng quân thù. Có người may mắn được trở về quê hương với một phần thân thể, máu xương để lại nơi chiến trường. Có người vĩnh viễn nằm lại nơi bom rơi đạn nổ năm nào. Để nỗi nhớ thương cứ khắc khoải, day dứt trong lòng người ở lại. Họ vẫn không nguôi nhớ về nhau, nhớ về một thời cùng nếm mật, nằm gai, vẫn đi tìm nhau suốt chiều dài đất nước. Thưa các anh chị, cái tháng 7 là cái tháng tri ân cả nước chúng ta hướng về để tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Các anh các chị, đây là cái hoạt động thường niên mà của nhân dân của chúng ta. Chúng ta tri ân anh hùng liệt sĩ, nó cao cả những người đã hy sinh cho chúng ta để hôm nay chúng ta có những cái sinh hoạt như thế này. Ở đây anh Đặng Thơ với chiến đấu ở Cam Mười, đặc công Quảng Trị, cũng đã đi tìm liệt sĩ, đã tìm liệt sĩ. Thấu hiểu niềm mong mỏi đó của các gia đình liệt sĩ, không chỉ cựu chiến binh Chế Trung Hiếu mà rất nhiều người đã tham gia vào quá trình tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, trong đó có đại tá Đặng Văn Thơ, nguyên chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Là một người lính từng trực tiếp tham gia nhiều trận đánh, chiến dịch Mậu Thân 1968, đánh tập kích vào trung tâm thành cổ Quảng Trị, chiến dịch Hè Đỏ Lửa năm 1972. Cựu chiến binh Đặng Văn Thơ không bao giờ quên những người đồng chí, đồng đội năm xưa đã một thời cùng vào sinh ra tử. Bao năm qua, ông đã dành nhiều thời gian, tâm sức cho công việc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Với ông, đó không chỉ là trách nhiệm của người còn sống đối với người đã khuất, mà còn là nghĩa tình đồng đội, tình cảm sâu nặng, gắn kết bao trái tim. Năm 16-17, 2017 đến anh Thơ cũng đã mời tôi từ một tìm kiếm liệt sĩ ở Kiến An, của anh Thơ nhỉ? Ở Kiến An, tìm mộ liệt sĩ từ ở trong Quảng Trị đưa về Kiến An. Và tôi cứ thành bắt nạn của mình biết đến được. Chúng ta rất nhiều những cái kinh nghiệm. Rồi anh Thơ, anh Thân cũng đều kết hợp với anh Lũy ở bên Kiến An, bên Cam Ven Kiến An của quân khu 3 để tìm một liệt sĩ. Nhưng mà có lẽ sâu sắc nhất đấy, tôi phải nói rằng là cái chiến công ấy mà của anh Chế Trung Hiếu. Năm 2017, cơ quan chức năng đã tìm được hài cốt của hơn 150 liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. Cuộc tìm kiếm là nỗ lực của nhiều người nhằm xoa dịu nỗi đau thương, mất mát của các gia đình liệt sĩ và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong số những người đã tham gia vào quá trình tìm kiếm ấy, có một cựu chiến binh ở Hải Phòng. Ông là Chế Trung Hiếu, sinh năm 1947, thương binh hạng 2/4, từng là một chiến sĩ quân giải phóng từ năm 1964 đến năm 1972.
Việc tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai là niềm an ủi đối với nhiều gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh, trong đó có gia đình liệt sĩ Phùng Duy Thái ở thôn Áng Sơn, xã Thái Sơn, huyện An Lão, Hải Phòng. Liệt sĩ Phùng Duy Thái sinh năm 1944, hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 khi đang ở lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Bao năm mong mỏi, tìm kiếm, ông Phùng Văn Bường, em trai của liệt sĩ Phùng Duy Thái vô cùng xúc động khi tìm được hài cốt của anh mình sau hàng nửa thế kỷ trông mong. Chương trình này anh Hiếu cũng đã phát trên sóng VTV1 rồi, đài truyền hình cũng đã ghi rồi. Và trên sóng của Hải Phòng thì anh Hiếu cũng đã phải chuyển rồi. Trong cái cuộc giao lưu đồng đội ơi tôi nhớ và tại hội nghị tổng kết 5 năm về thành tích của hội cựu chiến binh quận Lê Chân thì anh Hiếu cũng đã được vinh dự báo cáo sơ bộ vào đây rồi. Hôm nay thì chúng ta cũng chân thành để muốn để nghe anh Hiếu kể lại đầu đuôi câu chuyện nhé, câu chuyện cách đây 40 năm anh đã tìm thấy cùng với là các cơ quan liên quan và người cựu chiến binh Mỹ nhé, tìm thấy ngôi mộ 153 chiến sĩ quận Thanh Hy này, có lẽ anh vui lòng cho anh em tôi cũng hẹn. Nhân dịp 27 tháng 7 ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ thì tôi xin gửi lời chúc sức khỏe đến đồng đội và những người thương binh trong diễn đàn lính của chúng ta cũng như những đồng chí thương binh khác có một cái sức khỏe dồi dào để tiếp tục cống hiến sức khỏe của mình cho công việc hiện tại để góp phần xây dựng thành phố chúng ta ngày càng tươi đẹp. Thế thì cứ mỗi lần 27 tháng 7 về thì làm cho tôi nhớ lại những cái kỷ niệm vui buồn trong đời quân ngũ, cũng như những cái kỷ niệm mà sâu sắc nhất đó là cái ngày mà tôi đã cùng đồng đội tham gia tìm kiếm được một cái mộ chung chôn 153 liệt sĩ hy sinh trong đêm 31 tháng 1 năm 1968 trong chiến dịch Mậu Thân tổng tấn công ở sân bay Biên Hòa. Thế thì cuộc đời chúng ta trải qua nhiều cái éo le và nhiều cái tình huống bất chợt may rủi thì tôi cũng nằm ở trong cái diện đó. Thế là ngày mùng 2 tháng 10 năm 1916 chúng tôi là những người cựu chiến binh chơi ảnh. Thế thì có một lần có một người ở thành phố Hồ Chí Minh tên là Nguyễn Xuân Thắng gửi cho tôi một bức ảnh. Anh ta cùng tôi là chơi trên một cái diễn đàn ảnh gọi là Panoramio. Thế thì anh ta gửi cho tôi một cái bức ảnh và dưới cái bức ảnh đó có một cái lời nói của một người cựu chiến binh Mỹ. Nội dung của bức ảnh là đó, anh Thắng nói là: anh Hiếu ơi, em vừa có một cái bức ảnh mà có một cái người Mỹ họ viết ở dưới này. Họ nói là có biết một cái mộ ở sân bay Biên Hòa nhưng mà em cũng không biết rõ lắm. Thế anh xem thử và anh viết thư hỏi ông này. Thế thì cái Nguyễn Xuân Thắng là một cái người sinh ra lớn lên ở Hải Phòng nhưng mà vào làm ăn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế thì tôi rất xúc động khi nghe Thắng nó đưa cho tôi cái bức hình và cái lời nhắn nhủ đó. Thế thì lập tức tôi xem lại một lần nữa và tôi thấy cái người ở trong bức ảnh tên là Robert Kirchner, nói tắt là Bob. Thì anh ta viết như thế này, anh ta bảo là: đây là sân bay Biên Hòa, nơi mà tôi đã đến phục vụ chiến đấu tháng 7 năm 1967. Đến tháng 1 năm 1968, tôi làm nhiệm vụ đứng ở trên cái đỉnh điểm cao của cái cột nước để nhìn thấy, quan sát thấy nếu mà có những cái tia lửa ở bên ngoài bắn vào thì tôi báo cáo cho đồng đội tôi. Đồng đội tôi tức là ý đó là bên quân đội Mỹ đấy, ra chiến hào để chống lại các cuộc tập kích hay là cuộc pháo kích của VC. Đấy. Thế thì đêm đó là đêm 31 tháng 1 năm 1968, thì như thường lệ
khi tôi thấy cái quả tên lửa đầu tiên đến thì tôi báo động, và sau đó tôi không ngờ là một cuộc tấn công rất lớn của Việt Cộng vào căn cứ, chứ không như là lần trước là các cuộc pháo kích. Và đồng đội tôi bắt đầu chạy ra lô cốt, và cuộc tấn công đó diễn ra rất là ác liệt, kéo dài đến 4 giờ sáng. Và sáng hôm đó thì khi đếm lại ở chiến trường, tôi phát hiện thấy, tôi và đồng đội Mỹ tôi phát hiện thấy có 153 chiến sĩ quân giải phóng hy sinh ở từ bờ rào vào đến cái lô cốt. Cái lô cốt chính ở cái phía đông của sân bay mà người Mỹ dùng cái bí mật, dùng cái mật mã gọi là Hill 10. Người ta không nói là lô cốt mà nó là Hill 10, Hill là cái đồi, đồi 10. Thế thì tôi đã chôn họ ở cuối đường băng. Thế thì ông viết như thế thôi. Ông viết bằng cái thoại Anh. Ông viết bằng tiếng Anh, ở dưới cái bức ảnh. Nhưng anh vẫn là, còn may là anh giỏi tiếng Anh. Cũng may là tôi lại biết được tiếng Anh. Thế những người khác họ xem, họ quan sát, họ quan sát cái ảnh là thôi thôi, chứ không biết cái nội dung. Cũng có những người họ biết tiếng Anh nhưng mà họ không quan tâm đấy. Nhưng mình là người chiến sĩ, những người đã hy sinh, chiến binh, là mình muốn thương nhớ đồng đội và muốn tìm những cái bạn bè mình ngã xuống mà chưa trở về được. Thế thì mình xúc động lắm, mình đọc lại bức ảnh, và may ra là ở dưới cái bức ảnh là có để cái địa chỉ email của ông Bob Conner. Thế là lập tức tôi viết thư cho ông ấy ngay. Tôi viết thư là tôi nói thật ra là tôi cũng không có, không có hy vọng là ông ta trả lời, vì ở trên mạng là nhiều lúc mà người ta cứ hay bông đùa, hoặc là ta những nói điều này nào nọ chứ không có nói thật. Thì tôi mới hỏi lại, tôi bảo là kính gửi ông Bob, ông nói là đêm 31 rạng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1968 ông đã chiến đấu ở sân bay Biên Hòa và có chôn 153 đồng đội của tôi. Điều ông nói đó có thật không? Nếu thật thì ông làm ơn đánh cái dấu lên cái bức ảnh để chúng tôi tìm đồng đội chúng tôi, vì chúng tôi hy sinh rất nhiều nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được. Thế thì tôi viết ra và tôi ấn nút gửi. Tôi chỉ viết thế thôi, tôi viết tiếng Anh. Tôi gửi đi thì tôi cũng không mong rằng là ông ta trả lời ngay. Nhưng mà rất là hay, tức là cái 5-6 phút sau thì đã thấy ông đã trả lời rồi. Trả lời ngay cái, tức là ở trong email là khi mà ai trả lời đấy thì nó lên một cái chấm xanh, là biết là có người ta trả lời. Tôi bật dậy, bật lại ngay. Tôi òa lên và tôi nghĩ thế là không ngờ cái ông này ông ấy nhiệt tình như thế. Tức là thật ra thì trong chiến đấu là người Mỹ với mình là kẻ thù, nhưng mà sau bao nhiêu năm thì cái sự hòa hợp, hòa giải giữa hai bên thì bây giờ cũng có nhiều cái điều mà chúng ta giúp đỡ họ để tìm các cái người Mỹ mất tích, và họ cũng đã giúp đỡ mình tìm một số. Thế thì ông này là thuộc diện là rất tích cực, và ông viết thư là ông Hiếu, thế tôi tưởng ông, và tôi rất là ngạc nhiên vì cái câu hỏi của ông. Thế tôi tưởng sau khi thống nhất đất nước và sau khi chiếm lại Biên Hòa thì các ông đã tìm được đồng đội của các ông rồi chứ, thế thì các ông nợ họ nhiều như thế à? 49 năm rồi. Tôi có điều muốn, sang năm là thứ 50, tôi muốn quay lại Việt Nam để thăm cái sân bay Biên Hòa. Nơi đây tôi sẽ đưa vợ tôi và con tôi đứng đây để nhìn thấy cái vần lửa của quân Việt Cộng bắn đến, và tôi báo động. Rồi đồng đội tôi cũng hy sinh, đồng đội của các ông hy sinh, kỷ niệm 50 năm ngày ấy. Nhưng không ngờ tôi nhận bức thư này làm cho tôi rất là xúc động. Và tôi tự hỏi tại sao lại có cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Ông ấy nói như thế, tức là cuộc chiến tranh của người Mỹ gây ra ở Việt Nam một cái phi nghĩa. Ông ấy viết như thế. Và nếu tôi còn nhớ không sai thì tôi chôn đồng đội của ông ở cuối đường băng thứ nhất. Hồi đó đường băng thứ hai đang bắt đầu làm. Thế thì báo cáo với các anh là cái sân bay Biên Hòa nó có hai đường băng. Tới khi cuộc chiến tranh xảy, cái cuộc chiến đấu ngày 31 tháng 1 xảy ra là ở cuối đường băng thứ nhất. Thế người Mỹ muốn mở rộng cái sân bay Biên Hòa ra là làm một cái đường băng nữa. Cái sân bay Biên Hòa là cái sân bay rất là lớn ở miền Nam, là nơi mà Mỹ dùng làm căn cứ lớn nhất ở miền Nam để bảo vệ Sài Gòn
mà bảo vệ toàn bộ cái miền duyên hải Sài Gòn để chống cái sự tấn công của phía quân giải phóng, nên là họ tăng cường rất là lớn. Thế thì cái đêm 31 tháng 1 đó chúng ta tấn công và để lại là căng thẳng, chúng ta hy sinh rất nhiều và không làm chủ được. Thế thì ông Bob, ông nói là ông chôn 153 người ở cuối đường băng. Thế là thôi, chúc ông tiếp tục bức thư là chúc ông và đồng đội ông sớm tìm ra được cái ngôi mộ này. Thế là ông thôi, ông cũng không vồ vập lắm, ông không muốn nói nhiều cái chi tiết vì sẽ nói không chính xác. Lập tức tôi lại đọc và tôi cảm thấy cái điều này không thể bỏ qua được. Đây là đồng đội tôi còn nằm ở đây rồi. Là lập tức tôi lại viết lại cái bức thư cho ông ấy ngay tức khắc, và tôi viết rất dài. Tôi nói là cảm ơn ông Bob, ông đã có lời phúc đáp rất là nhanh, và xin nói với ông Bob rằng sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước là chúng tôi có gặp rất là nhiều trở ngại, đảng và chính phủ tôi phải khắc phục bom mìn với hồi cư hàng triệu người để họ trở về làm ăn, không có điều kiện. Lúc bây giờ Mỹ và Trung Quốc hè nhau cấm vận Việt Nam rất lớn, nên chúng tôi không có điều kiện kinh tế. Mãi đến năm 1995, khi điều kiện bắt đầu có đủ, thì đảng và nhà nước tôi mới bắt đầu phát động tìm kiếm mộ liệt sĩ. Và từ đó chúng tôi cũng tham gia tìm kiếm những người Mỹ mất tích, giúp cho quân đội Mỹ hàn gắn được những cái nỗi đau của các cái gia đình mất con. Vì vậy là cái việc làm của ông rất là tốt, và tôi muốn ông tiếp tục giúp tôi làm rõ thêm về cái ngôi mộ này, vì chúng tôi đang khát khao muốn đưa đồng đội tôi trở về gia đình. Cảm ơn ông rất nhiều, và tôi hứa là tôi sẽ theo dõi ông và sẽ tiếp tục tìm kiếm những người Mỹ mất tích để cho phía bên Hoa Kỳ hàn gắn các cái nỗi đau của các gia đình. Tức là mình nói để cho ông cảm thấy là mình rất là nhiệt tình, hai bên đều có qua có lại. Thế thì và từ đó, từ cái đêm mùng 2 tháng 10 năm 1916 là tôi với ông ấy trao đổi thư từ rất nhiều, đến ngày mùng 5, tức là 3 ngày sau là mùng 5 tháng 10, thì ông ấy hỏi là ông Hiếu, thế ông hiện bây giờ làm gì và người chỉ huy của ông là ai? Thế thì ông này cũng là một người thực tế, tức là ông nghĩ là trong mình giao dịch trên mạng thì chỉ nói qua nói lại mà chỉ vui, chứ không có người lãnh đạo thì biết đâu là ông Hiếu là ai thì cũng không tin chắc. Thế lúc bây giờ thì tôi rất là bối rối ở chỗ là tôi chả quen với ai ở Đồng Nai cả. Lãnh đạo mình là một cựu chiến binh, một đại úy bị thương binh, mất một chân rồi quay về hậu phương, và trong lòng luôn luôn đau đớn tìm kiếm anh em mình, thế thôi, chứ cũng không ai cho mình cái nhiệm vụ đó. Thế thì tôi không biết làm sao tôi mới nói dối ông ấy, tức là tôi nói dối trong cái bức thư ông ấy. Bởi vì tại sao nói dối, tức là nếu bảo là tôi là người về hưu và tôi không có thủ trưởng gì cả thì ông sẽ bị nhạt này, rồi ông bỏ mất cái tôi nói là tôi hiện nay thủ trưởng của tôi là đại, là một cán bộ cấp cao đang hoạt động ở trong cái lĩnh vực tìm kiếm. Ngày mai tôi sẽ nói với cái người đó, sẽ liên lạc với ông. Thực tế tôi không biết. Thế lúc đó là đang đêm này, 1 giờ sáng rồi, tôi mới gọi điện cho cái bạn Thắng, là cái bạn mà đưa cái bức ảnh đấy. Tôi bảo Thắng, mày có biết ai ở Biên Hòa không mà làm chỉ huy ở sân bay Biên Hòa không, hoặc là những cán bộ bộ đội phụ trách cái lĩnh vực tìm kiếm liệt sĩ ở Đồng Nai, Biên Hòa không? Thế thì lúc giờ Thắng cũng rất là bối rối, bảo là em để em xem thử, hình như là em muốn có quen với anh Khương, Nguyễn Văn Khương, đại tá sư trưởng sư 302 đang đóng ở Biên Hòa. Thế lúc đó sáng sớm 2 giờ sáng thì nó không gọi được vì ngại, sáng sớm nó gọi cho ông Khương, bảo anh Khương, anh có biết ai là ở bộ đội địa phương Biên Hòa không, để em báo cáo một công việc. Ông bảo biết, tôi có biết anh đại tá Chiến, Mai Xuân Chiến, hiện bây giờ là phó chính ủy phụ trách về tìm kiếm liệt sĩ ở sân Biên Hòa.
gần như là có một sự đưa đẩy. Rồi, đúng mạch luôn. Thế thì anh Khương, Nguyễn Văn Khương, sư trưởng sư 302 đưa cái điện thoại cho Thắng của anh Mai Xuân Chiến. Thế anh Mai Xuân Chiến, anh Thắng gọi cho anh Mai Xuân Chiến rằng là anh Chiến, anh có phải là phụ trách bộ đội địa phương Biên Hòa, đồng ý. Và sau đó anh Chiến lại gọi cho tôi ngay, là vì Thắng đưa cái số điện thoại của tôi cho anh Chiến. Vì anh Chiến anh gọi cho tôi ngay, anh báo hiếu anh có liên lạc với cựu chiến binh Mỹ, vì cái đêm 31 tháng 1 năm 1908 đó chúng ta đưa hai tiểu đoàn U1 và C1 của quân khu 7 và U1 của bộ đội đặc công tỉnh Đồng Nai vào, nhưng mà không ra hết được, hy sinh hết. Mà bây giờ gia đình đơn vị tìm kiếm mà không biết người ta nằm đâu. Bây giờ đây là cái tin nó nên là như là bắt được vàng, anh phải cố gắng giúp đỡ, theo dõi giúp ông Bốp và hỏi ông Bốp để giúp đỡ chúng tôi lấy cái tin này. Thế từ đó tôi biết được manh mối rồi, thì tôi đưa tất cả 10 cái bức thư mà tôi đã liên lạc được với ông Bốp truyền ra, tôi dịch ra tiếng Việt, tôi truyền cho anh Mai Xuân Chiến. Anh Mai Xuân Chiến anh đọc anh thấy như là luốc từng lời, đây rồi các thứ. Và từ đó cho đi tôi nói chung là anh Bốp, ông Bốp là một cái người tuyệt vời. Ông cùng tuổi với tôi nhưng mà ông cái người tỏ ra thông cảm cho cái nỗi mất mát của phía chúng ta. Ông ấy là một người chân chính. Thế sau đó thì tôi liên lạc liên tục vào ba phía, tức là anh Bốp, tôi và anh Mai Xuân Chiến. Cái gì tôi cũng đều đưa cho anh Xuân Chiến hết, tôi không giữ là một cái thông tin gì cả. Và anh Xuân Chiến báo với tôi cái gì thì tôi đều dịch lại và tôi đưa cho ông Bốp. Thế thì có một xảy ra một cái tình trạng là việc này là việc lớn, nên là anh Mai Xuân Chiến phải báo cho Ủy ban Nhân dân và tỉnh ủy Đồng Nai biết. Vì Ủy ban Nhân dân Đồng Nai và tỉnh ủy Đồng Nai biết cái vụ U1, tiểu đoàn U1 và tiểu đoàn G1 của quân khu 7 và của Đồng Nai hy sinh hết đây. Nhiều gia đình đang khát khao tìm kiếm con mình hòa bình đã 50 năm, hòa bình đã 40 năm rồi mà chưa tìm được thì là một cái lỗi. Và vậy họ thấy bắt được cái tin này họ rất là mừng. Thì vì vậy nên phải báo cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai biết. Và lúc đó họ mới cử một cái đoàn 1367, tức là cái tên mật danh một cái đoàn tìm kiếm liệt sĩ, sang làm việc với anh Mai Xuân Chiến và làm việc với tôi qua mạng. Lúc giờ tôi chưa có điều kiện để vào Biên Hòa. Thế lúc bây giờ người ta mới họp với nhau, người ta bảo đây là một cái tin không thể bỏ qua và đề nghị Cục Chính sách Bộ Quốc phòng giúp đỡ về kinh phí để mời ông Bốp sang để tìm. Và ông Bốp ông ấy có nói là hiện bây giờ 50 năm rồi. Ông Bốp viết thư cho tôi là Hiếu ơi, bây giờ là 437.692 giờ rồi. Chỉ nhớ con người không còn lưu lại, vì tất cả những cái sự cuộc sống nó đè nặng lên đôi vai chúng ta, nên ký ức mờ nhạt. Và vì vậy nên tôi sẽ tiếp tục lấy thêm tin tức của người chỉ huy tôi, đó là Đại tá Martin, người chỉ huy đánh với Việt Cộng cái đêm hôm đó. Thế nhưng mà ông Đại tá Martin thì ông ở New York, tôi thì ở California, nó xa nên là phải chờ một vài ngày nữa tôi liên lạc được với ông Martin. Nếu mà ông nhiệt tình thì ông sẽ trả lời cho Biên Hòa. Thế lúc đó thì không ngờ ông ấy liên lạc với ông Martin, và ông Martin cũng rất là tốt. Ông bảo là ông Martin cũng nói là tôi bây giờ mắt kém rồi, đọc tài liệu với là bản đồ là tôi không đọc được. Nếu mà bên Biên Hòa có nhiệt tình ấy, thì mời tôi sang, thì tôi ra hiện trường tôi chỉ. Tức thì không phải là ông Martin là ông không có tiền, nhưng mà ông Martin là ông muốn vào cái sân bay Biên Hòa đó. Sau này tôi đã định được. Ông tức là ông muốn về cái kỷ niệm, cái ký ức đó ngay cái đồi 10, tức là cái lô cốt để ông chỉ huy đấy. Chứ còn ông thiếu gì tiền đi qua đi lại thì vài chục nghìn đô là ông có. Thế nhưng mà ông lại nói cái câu tôi biết ngay, ông bảo là
tôi già rồi, không đọc được bản đồ, không đọc được email. Nếu mà nhiệt tình thì mời tôi sang ra là tôi chỉ chỗ chôn cho. Tôi biết ngay ông này là rất là thực tế. Tức là ông muốn vào, ông đi Việt Nam vài lần rồi nhưng mà ông ấy có một lần, ông ấy đi thăm Việt Nam và ông đến cái khách sạn rất là cao ở ngoài sân bên ngoài, mới leo lên ông nhìn vào trong sân bên ngoài, thế bị công an nó mới mời ông xuống. Tại vì công an mình họ rất là cẩn thận, họ thấy cái tòa nhà gần sân bay Hòa mà cao như thế. Bố quan sát. Bố không có làm gián điệp mà bố ký ức. Ông ta nhớ lại những cái nơi mà vào sinh ra tử như thế nào. Là con người khi về già thì ký ức bao giờ cũng rung động và nhớ lại cái quá khứ, cái nơi mình đã, hồi tuổi trẻ mình đã làm gì. Thì ông Martin, đại tá Martin thì có một cái trường hợp như thế. Và sau đó thì tỉnh ủy Đồng Nai và bộ đội chỉ bộ đội địa phương biên hòa Đồng Nai đồng ý họp một cuộc họp và gửi ra Bộ Quốc phòng, gửi lên Thủ tướng Chính phủ báo cáo rằng là cho phép mời ông đại tá Martin và ông Bocona sang Việt Nam. Vì như chúng ta biết là ở nước nào cũng thế, khi mà làm thủ tục mời một cái người nước ngoài mà không có quan hệ gì về kinh tế, quan hệ gì về thì phải xin phép, và nhất là những người đó là chức vụ cao, đảm bảo an toàn cho người ta, đảm bảo kinh phí đi lại cho người ta, đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người ta. Còn khi nếu mà mình mời mà mình không đảm bảo những cái điều đó là không được. Và ngày 13 tháng 3 năm 1900 năm 2017 thì bức thư mời được gửi đi, và trong đó có câu là điều kiện kinh phí Việt Nam sẽ chịu kinh phí đi về, ăn uống khách sạn sang và bảo hiểm tiêu vặt trong những ngày lưu lại ở Biên Hòa. Bảo hết. Rất bảo kê hết. Tức là trong thời gian 7 ngày tại Biên Hòa. Thế thì thư đến và ông Bốp ông là chụp cái ảnh, cái bức thư đó ông gửi cho tôi, chứ còn ở Biên Hòa người ta không gửi cho tôi. Bởi vì rồi ông bảo Hiếu ơi, tôi sẽ gặp Hiếu rồi. 16, 17 tôi sẽ đến Đồng Nai đấy. Thế thì tôi mừng lắm. Thế thì tối 17 thì ông Martin đến thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ở ngoài này, anh Chiến, Mai Xuân Chiến anh bảo ông không thể thiếu mặt ở trong cái cuộc đón là ở sân bay Tân Sơn Nhất được. Ông mời ông không? Ông Chiến mời chứ. Ông Chiến mời. Tôi tự bỏ tiền tôi bay vào thôi. Mời lời thôi. Mời lời thôi. Vì ông Chiến cũng có nói là hiện bây giờ tôi chưa có kinh phí, nên là tôi ghi tạm ứng cho ông 10 triệu để ông mua vé bay vào. Tôi bảo không cần, tôi không cần một đồng nào từ ông á. Nếu sau này có tiền chi phí các cái kinh phí đấy thì nhà nước làm. Còn thế thì tôi không lấy đồng nào cả và tôi bay vào đấy. Thì tôi ra sân bay, tôi đón đi với cái đoàn ngoại vụ của Đồng Nai đến. Thì ông Martin bước xuống ôm chầm lấy tôi trước mắt với mọi người, bởi vì như tôi với ông Martin đã là quen. Tôi hỏi Bốp đâu, bảo Bốp không đến được bởi vì bão tuyết phải delay 2 ngày. Thế thì sau đó thì 2 ngày sau thì Bốp con nờ đến, và đến ngày sáng ngày 17 thì toàn bộ quân khu 7, tỉnh ủy Đồng Nai, ủy ban nhân dân Đồng Nai, bộ chỉ huy quân sự địa phương Đồng Nai và ông Bốp Quang Nơ, ông Martin và tôi và nhiều người nữa, khoảng 10 cái xe rất là sang vào sân bay Biên Hòa. Tôi báo cáo với các anh là vào sân bay Biên Hòa không phải là dễ, bởi vì cái sân bay Biên Hòa nó là trực thuộc của Trung ương, là phòng không quân Trung ương. Thế còn bộ đội địa phương Biên Hòa thì chỉ bảo vệ phía ngoài sân bay đó. Muốn vào anh phải làm thủ tục. Quy định là không ai được chụp ảnh. Và mỗi người có một cái thẻ đi vào. Thì riêng ông Bob Warner và ông Martin là không có thẻ. Thế nhưng mà ông ấy, tôi nhìn thấy ông ấy, hai ông ấy, ông ấy sung sướng. Ông ấy không ngờ sau 50 năm kẻ thù mà giờ nay được thành bạn, đã được trở lại thăm Việt Nam và vào ngay cái chỗ trận chiến đó. Thế thì vào đến nơi thì như đã nói là khi con người trong ký ức mình ký tưởng là mình nhớ lắm, mình tưởng là chỗ này mình làm cái này, chỗ làm kia, nhưng mà sau 50 năm như ông Bob nói khác xa đến
Bạch Đằng nó to như người ôm, nó mọc kín cả một cái cuối phía sân bay. Một cái sân cuối phía sân bay là khoảng không để máy bay lên cất hạ cánh. Mỗi chiều 800m, 864, tức là hơn 64 hecta, tức là gấp 10 cái sân bay, cái sân bóng đá. Con người nhỏ nhoi đứng không thấy được ấy. Ông mà người có thế đó là có vẻ là tự tin nhất là ông Martin, đại tá Martin. Đến nơi ông còn, tôi nhìn cái khuôn mặt ông, tôi biết là ông bối rối, ông không biết ông chôn ở đâu cả. Tức là chôn anh em mình nhưng bây giờ đi như một cái phường như này, rộng mênh mông. Ngày xưa chưa có ngôi nhà này, giờ đã có ngôi nhà. Ngày xưa có chưa có cái bình, một cái bể lấy nước cứu hỏa trên sân bay, bây giờ người ta đã đào một cái bể rất là lớn. Ngày xưa có con đường mòn 1 mét, bây giờ con đường làm 10 mét, đường tuần tra. Ngày xưa bờ rào bằng thép gai, bây giờ rào tường rất là đẹp, nhìn toàn ngoài vĩ hòa, toàn những tòa nhà cao sừng sững. Thế thì ông ấy đến ông choáng và ông hỏi lô cốt đâu, hiu 10 đâu. Hiu 10 là cái lô cốt mà xảy ra cái trận chiến đấu ác liệt cái đêm đấy. Thì mọi người đến sân bay Biên Hòa, đến cái hiu 10 thì ông bảo đây rồi. Và ông chỉ B-40 mình bắn vào chỗ này, lọt vào đây. Và một đại úy Mỹ hy sinh, đã chết ở đây. Và ông được chỉ huy thay thế như thế nào, ông rất xúc động. Và ông bảo là cái mộ mà tôi chôn 153 anh em của các ông cách đây khoảng 30 mét, tức là về phía đông. Ông nói thế thì bây giờ ông chỉ ra đấy, ông ở đây, ông ấy nói là ông hiếu ơi, dịch cho người ta biết là đào cẩn thận, sâu khoảng 2-3 mét, và cách cái đường tuần tra này là 10 mét, không được đào gần đường tuần tra và không được đào sâu, cạn quá, và không sâu quá thì sẽ gặp anh em, mà cạn quá thì không thấy được đâu. Ông ấy tự tin ông nói thế. Thì bắt đầu lúc bây giờ thì như tôi nói là trong cái thông tin tin tức tôi đưa lại đầy đủ các cái sơ đồ chỗ nào hết rồi. Thế thì tôi ra ngoài công trường đó, tôi thấy là bộ đội công binh đang dò mìn, tức là đang khắc phục bom mìn. Chỗ nào mà khắc phục xong thì người ta cắm lá cờ xanh, tức là chỗ đó có thể đào lên được. Chỗ nào đang làm thì là cờ vàng, mà chỗ nào chưa làm là cờ đỏ, như cái cờ đuôi nheo nhỏ, như cái bàn tay cắm khắp cái cái mô giò. Và những cái trại bạt để khắp nơi, trại bạt để mà đề phòng, nếu tìm được anh em thì đưa vào quang quách để đấy. Rồi các nhà chùa, người ta đến đông, người ta mặc áo vàng, người ta tụng kinh, mặc dù là chưa gì cả nhưng mà ta háo hức, ta biết đây là một cái mộ lớn lắm đấy. Thế thì các ông ấy cũng chưa dám chỉ chỗ nào. Ông báo chí nói là cách lô cốt là 30 mét và cách cái đường tuần tra là 10 mét, đào sâu 3 mét, mà chỗ nào ông chưa chỉ, ông không dám. Ông bảo thôi bây giờ về sang khách sạn đã. Hồi đó là 5 giờ chiều, toàn bộ về khách sạn, và toàn bộ những như anh Mai Xuân Chiến này, tôi này và những người quân sự phụ trách đồ bản ngồi lại lấy ảnh từ năm 1998 ra chụp đối chiếu, và cuối cùng xác định được, ông quyết định trong lòng, ông bảo sáng mai bắt đầu chúng ta ra và khai quật. Thế thì ông ra bắt đầu chỉ cho đây là bắt đầu khai quật. Khai quật thì báo với các anh là khai quật ngày thứ nhất là ngày 19 tháng 3 năm 2017. Đào từ sáng đến tối không thấy gì. Đào cái chỗ mà anh ông Martin chỉ không thấy gì. Và ông bảo là cứ đào về phía đông nam. Cái sân bay Biên Hòa là nó nằm ở phía đông tây. Thế thì đào phía nam, đào phía đông nam. Vì ông cứ là cái hướng mà mình tấn công là phía đông nam, và sau đó họ kéo sát anh em mình ra cái phía đó, họ chôn ở đấy. Và đào mãi đến ngày 23 tháng 3, tức là 7 ngày là hết cái lịch mời. Tức là khi lịch mời là có mời có 7 ngày và đến là không thấy. Thế thì chiều hôm đó là Phó Thủ tướng ông Trương Hòa Bình, ông ấy đến, ông ấy thăm cái hiện trường, và ông ấy thăm ông Martin và ông Bob Conner. Sau đó tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân Đồng Nai và Bộ đội địa phương mở một buổi tiệc và lấy cái danh nghĩa là đồng chí Trương Hòa Bình chiêu đãi cái phái đoàn Mỹ. Thế thì ông đại tá Martin, ông như muốn nấc lên, ông ấy khóc. Ông không ngờ
là ông ấy được một ủy viên Bộ Chính trị, một phó thủ tướng đón tiếp, mà là còn bắt tay tặng hoa rồi rất là như là bạn bè. Tôi nhìn thấy khuôn mặt ông tôi biết, và trong lòng ông ấy mừng xúc động bao nhiêu thì trong lòng bối rối bấy nhiêu, bởi vì ông bảo là ông đã từng được sang đây để mà đi, được mời sang đây mà không tìm được thì đau khổ lắm. Và sáng hôm sau là các ông ra sân bay là bay về, là chúng tôi tiễn ông bay về New York và bay về California. Bay về đấy thì 5 ngày sau liên lạc tôi với ông Bob Wagner và ông Martin không có liên lạc gì cả. Thì tôi đoán chắc là thứ nhất là ông về cố gắng ông triệu tập lại mà anh em của ông ấy để tìm thông tin. Cái thứ hai nữa là ông cũng nghe ngóng thử anh em mình có tiếp tục đào được không, và cứ đào mãi không thấy. Một cái điều đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và tỉnh ủy Đồng Nai cũng như là Bộ đội địa phương Hòa mà dưới sự lãnh đạo của Đại tá Mai Xuân Chiến không từ bỏ cái mục đích đó, bởi vì rất tin cái lời của ông Martin và ông Bob Wagner, cái sự thôi thúc của gia đình các liệt sĩ ở trong sư đoàn của cái U1 và J1 của quân khu 7 cũng như là nhân dân Biên Hòa, thì không thể nào các ông lơ lãng được. Thế thì đào mãi thì đến ngày 13 đến ngày 12 đến ngày 12 tháng 4, tức là từ ngày 10 bắt đầu được đào từ 18 đến 24, tức là đã là 25 ngày rồi. 30.000 mét vuông đất để xới lên sâu đi ngay, 10 cái xe cẩu, 10 cái xe máy hút đào lên đào xuống liên tục. Nhiều người chán nản nhưng bộ đội thì vẫn hăng say, và ông tôi, anh Chiến và mọi người vẫn tin tưởng không rời bỏ. Thế thì như tôi nói là như là tôi không tin về duy tâm. Thế nhưng mà như có một cái điều gì đó, tức là khi người ta tìm được anh, không thấy tìm anh em mình hy sinh đấy, người ta mới nghĩ là những người sống sót, những người mà bị thương họ quay lại, họ đề nghị làm một cái miếu thờ ở cuối cái đường băng đó, một cái thờ sát bên bờ rào, một cái miếu thờ nhỏ mà rất sạch sẽ và khang trang, chung quanh đề rào và trong cái đề là tướng đền thờ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh ở sân bay Biên Hòa đêm 31 tháng 1 năm 1908, họ viết như thế thôi. Họ, tức là anh em còn sống là hy sinh rất nhiều, họ làm họ không biết đâu. Thế thì cái chiều 12 Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân gửi một cái công văn cho Bộ đội Biên Hòa, cho Bộ đội Đồng Nai, nói rằng ngày mai là ngày 13 tháng 4 như thường lệ là chúng tôi tập bay, đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội địa phương Đồng Nai lùi hai phương án, một là nghỉ hẳn không đào nữa trong vòng 2 ngày, đó là phương án thứ nhất. Hai là lùi cái vị trí tìm kiếm về phía nam khoảng 100m để các máy bay bay qua khỏi phải phi công, khỏi phải sao nhãng, nguy hiểm cho cả hai phía, một là phía đào, hai là phi công, bởi vì nằm ở dưới khoảng không của sân bay lên xuống. Thế thì anh Mai Xuân Chiến họp khẩn cấp là bảo, nhưng chúng ta biết là bộ đội đang làm với cái khí thế thế mà ngừng là anh em nó sẽ trở thành, nó sẽ suy nghĩ không ngừng gì cả, sẽ lùi về 100m, 100 đến 150m như yêu cầu của Bộ Tư lệnh Phòng không cô. Và sáng 9:15 thì khi máy hút nó kéo lên một cái, thì hai ba cái băng ca của Mỹ mà nó khiêng anh em mình, tại sao nó là khiêng băng ca, tức là khi anh em mình hy sinh là ngày thứ ba là anh thi hài nó phân hủy rồi, người ta cho lên phân băng ca hai ba người, rồi ta dùng xe ta đẩy, rồi ta dùng cái máy hút, người ta hút sâu rãnh dài rồi hắt anh em mình xuống dưới đấy, ta hắt anh em mình xuống dưới đấy, xong ấy hút lên cái lập tức có hai cái băng ca và xương rơi xuống, cả một cái công trường chết lặng mà vỡ òa lên bỏ đây rồi, và lập tức điều sẽ hút ra chỗ khác, anh em lao xuống bắt đầu bòn từng tí một. Ngày 13, ngày 14, ngày 15, ngày 16, ngày 7, 5 ngày
là lấy hết anh em mình, lấy hết được không, đến tôi sẽ nói rõ là có phải là 153 hay là hơn, thì bởi vì anh em mình là không tìm từng cái bộ xương riêng được, từng bộ xương riêng được. Thế thì tại sao tôi nói là như là duy tâm, bởi vì khi bộ đội phòng không không quân họ bảo lùi, thế lùi xuống 150 mét, thì ông mắc tin là ông bỏ chỗ này. Thế thì từ cái chỗ mà lùi đến cái chỗ này hàng trăm mét, tức là không phải là ông này ông ấy đánh đố mình, nhưng mà ông không nhớ hết được, cứ tưởng như thế là chỗ này. Có ghi chép, có chụp ảnh đâu, hồi đó đánh đêm sao, căng thẳng sao mà chính xác được. Rồi. Tức là như thế, thế thì nhờ cái đấy mới đào lên được. Toàn bi đông này, AK này, dép nhựa này, ảnh này, nhẫn này, những cái chiếc nhẫn bằng vàng tây mà có khắc cái cành trúc là ở miền Bắc lúc bây giờ là từ năm 65-67 là hay kỷ niệm cho người yêu, những cái đó là mấy cái, rồi bật lửa này, rồi tăng tìm thì thấy xúc động lắm. Đầu lâu anh em mình nhìn thấy như thò tay cầm lên nó vun xuống, người ta không phải, người ta nói là ánh sáng đâu, không phải anh em mình nó lâu quá nó mục rồi, 50 năm mà có một vài cái đầu lâu còn nguyên, sờ vào không vỡ, thì tôi mới nghĩ là đây là anh em sĩ quan, tức là nó khoảng 35 tuổi 40 tuổi trở lên thì nó cái xương này nó cứng. Còn anh em miền Bắc vào toàn 17, 18, chôn vài năm là mục hết. Thế thì tôi òa lên, tôi khóc, bởi vì tôi không hiểu được nằm ở đây 150 mấy người toàn là 17, 18 tuổi mà nằm 50 năm ở đây. Thì không ai biết, ngoài kia thì là phố xá đông vui. Như này thì hồi đó là mình cũng 17, 18, thế mà mình bị chết thì cũng y như thế thôi, mình buồn, mình thương. Thì sau đó tôi gọi điện cho ông Martin và ông Bob, ngày hai ông mình kia cũng là chết lặng. Ông ấy nghĩ là có hai cái thứ tình cảm, thứ nữa là tìm được anh em mình rồi, cái thứ hai nữa là không phải là người nói dối, sung sướng như thế. Cả ông sướng dép the reo lên trên ông nghe, thế là vậy đó. Thế thì toàn bộ cái tìm được cái hai cốt anh em mình thì tạm thời đưa về quàng ở cái nghĩa trang liệt sĩ Đồng Nai. Xin lỗi là tôi xúc động như hôm ở đấy thì tôi khóc nhiều lắm. Thế thì đưa về và quyết định là đến ngày 17 tháng 7 năm 2017 là làm một cái lễ truy điệu rất lớn. Khi anh em mình đã nói là khi anh em mình bị người Mỹ người ta vứt xuống đấy, người ta đổ xăng bột xuống đấy, người ta đốt cháy hết cả để sát trùng, và sau đó là người ta dùng cũng như là chưa dương chết cũng như thế, họ vứt xuống cái rãnh, rồi họ cũng là bởi vì lúc bây giờ nói công bằng mà nói cũng không có ai có cái điều kiện mà để mà phân xác ra từng người một, từng người không có, không với người ta làm biết được danh tính, không biết được danh tính. Thế thì sau đó đưa về thì người ta chuẩn bị 153 cái quách. Thế tại sao 153 thì bây giờ đào lên cũng không biết là 153 hay là 143 hay là 163, bởi vì toàn bộ các anh em mất tích trong cái đêm đấy được U1 và J1 đã đánh dấu là 153 đồng chí. Trong đó người Hải Phòng mình là có 4 người mà tôi đã đánh thăm ở trong này, đã nói đã đánh thăm và họ đã được mời vào trong đấy. Thế thì 153 cái quách đấy được chôn cẩn thận trong một cái mộ chung, toàn bộ các lãnh đạo trung ương được về thăm và dân hoa ở đấy. Thế đây là một cái công việc nó đặc biệt lớn. Thứ nhất vì quy mô rất lớn, từ trước nay chưa thấy. Cái thứ hai nữa là nó là một cái điều lạ, tức là những người cựu chiến binh như anh em mình tìm chứ chả ai phân công, mà là liên lạc được với cựu chiến binh Mỹ, hai người hai bên cùng với nhau và báo cáo, chứ không phải là trên là tìm được rồi chỉ thị xuống này kia như thường lệ, mà đây là một loại khác, mà nói lên cái sự hòa hợp hòa giải giữa quân đội nhân dân Việt Nam và Hoa Kỳ, và họ cũng có những cái người tốt, họ cũng có những cái người có nhân tâm, và họ
đã giúp đỡ chúng ta, và từ đó thì họ đưa cho chúng ta rất là nhiều cái tin tức nữa. Đó là một số anh em hy sinh ở sân bay Tân Sơn Nhất cái đêm đó, và sân bay Long Thành, rồi sân bay Long Thành là sân bay giã chiến của quân Thái Lan, và sân bay Lộc Ninh, và sân bay một cái sân bay Lộc Ninh, sân bay Phước Long. Thì ông mang tin là ông ấy chỉ huy về cái ngành hàng không không quân, thì ông đưa rất là nhiều thông tin, và từ đó các cái tỉnh đội cũng tiếp thu và bắt đầu khai quật. Thì đến bây giờ có một vài nơi cũng có kết quả, còn một vài nơi vẫn đang tìm kiếm tiếp tục các cái thông tin. Thế thì kết thúc cái cuộc tìm kiếm thì chúng ta đã rất là mong nguyện, và sau này đến ngày 27 tháng 7 là có cái truyền hình, cầu truyền hình là Dẫn Đứng Việt Nam, thì trong đó họ mô tả rất rõ về cái việc tìm kiếm một liệt sĩ ở sân Biên Hòa, và trong đó họ có phỏng vấn tôi trả lời, và cảm thấy mình rất là hạnh phúc về già đã là đi hết cái gần hết chặng đường mà cũng còn góp phần cùng anh đồng đội để tìm được anh em mình hy sinh. Thế thì câu chuyện nó còn vẫn tiếp tục. Thì nhân đây thì cũng xin cảm ơn diễn đàn lính, cảm ơn anh chị em có mặt để nghe tôi kể lại cái câu chuyện rất là bi tráng nhưng mà rất là hạnh phúc, đã đưa 153 anh em mình về nhà, giảm bớt cái nỗi đau mà chia cách mấy chục năm trời. Trong đó Hải Phòng mình là có 4 đồng chí, một đồng chí là An Đồng, 2 đồng chí là An Lão, 1 đồng chí là Kiến Thụy, là có 4 đồng chí. Thì gia đình cũng được mời, thì lúc đó tôi cũng được mời vào trong đấy như là một khách quý, và ngồi một cái bàn, thứ nhất là đề là Chế Trung Hiếu, người đưa tin, tức là tôi là được đặt tên là người đưa tin. Không, nếu không biết tiếng Anh thì không được đồng đội, những người thông báo mà không biết tiếng Anh thì chịu. Nó như là một cái duyên, nó là mình như là một cái duyên, từ cái bức ảnh đó rồi từ liên lạc đấy là gặp phải người tốt, thì đấy. Thế thì đến bây giờ ông Bob Conner và ông Martin vẫn tiếp tục đưa những cái thông tin. Đáng lẽ ông đi sang thăm một lần nữa, thăm tự do, nhưng mà về dịch. Thế thì có một cái điều đối với ông Bob Conner mà tôi muốn nhắc lại là ông ấy rất tốt. Tức là khi mà ông đi sang thì bà vợ ông là đi, gọi là bà vợ và chị Daniel chỉ bị phải đi lọc máu, một tuần phải lọc 3 lần máu. Thế ông Hiếu ơi, ta đi này thì làm sao? Thôi được rồi, tôi có cách, tôi phải gọi đứa con gái cách đây 600 cây nó về, nó chăm bãi một tuần. Thì một ngày phải, một tuần phải đưa lên bệnh viện lọc máu 3 lần, nặng như thế. Thế bà bỏ ông cứ đi, đi ông cứ đi sang với ông Hiếu đi, rồi tôi sẽ từ lực được. Thế thì nói thế thôi, nhưng có đứa con gái nó chăm và ông đi, và ông quay trở về thì bà đã vui vẻ. Và cuối cùng tôi với ông đấy, một mức tin với bà đã như em là gia đình, đấy là người thân. Và ông ấy, tôi rất là tự hào với ông Bob Conner. Ông ấy và ông Martin nói là ông ấy Chế Trung Hiếu là người bạn tốt nhất Việt Nam của tôi. Đấy, đấy thì rồi. Cảm ơn anh. Và hy vọng nếu bao giờ mà đại tá Martin và ông Bob thì gặp nhau, mày về đây, tôi đã diễn đàn của lính, chúng ta sẽ có một buổi và gặp được hai cựu chiến binh Mỹ thì mới là trên cả tuyệt vời. Tôi đã hứa với ông là rồi, nếu mà sang thăm thì tôi sẽ chiêu đãi ông một chuyến đi Vịnh Hạ Long, rồi đi tàu trên Vịnh Hạ Long một ngày. Lúc đấy thì diễn đàn của lính của chúng ta sẽ mở rộng tấm lòng của chúng được ta rồi, đấy. Và miệng để đại khách đường xa chắc chắn là nếu mà dịch chấm dứt thì chúng ta sẽ có ngày đấy đấy nha. Rồi chúng ta nha, rất cảm ơn anh.